Và tiếp theo phần tin buổi tối hôm nay là bản tin cuối ngày cùng với ký giả Nguyễn Văn Khanh. Diệu Quy và Kim Nhung xin được chào anh Khanh. Thưa anh Khanh. Dạ vâng, một lần nữa từ Washington, tôi là Nguyễn Văn Khanh. Cũng xin gửi lời chào đến hai bạn Kim Nhung và Diệu Quyên. Và không quên gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của SBTN. Bây giờ chúng ta đã bắt đầu sửa soạn cho dịp lễ Noel. Và phải thưa cùng với hai chị cũng như thưa cùng quý vị khán thính giả, tôi thấy thời tiết nó mỗi một ngày nó một lạnh hơn. Năm nay tôi xem khi dự báo thời tiết họ bảo rằng là miền Đông Bắc Hoa Kỳ sẽ lạnh hơn năm ngoái. Đó là điểm đầu tiên. Cái điểm thứ nhì là hai năm trời là miền Đông Bắc hầu như không có tuyết, năm nay sẽ có tuyết rất là nhiều. Hai cái điều này đều là những cái điểm rất là lo âu. Lo âu đến mức độ mà con tôi hỏi tôi rằng là bố à, bố có định đi về Cali hay là đi Florida hay về Texas hay không? Tôi hỏi tại sao là con phải nghĩ đến cái chuyện đó? Bởi vì là con sợ rằng là bố ở đây thì là bố vui với mấy cháu, nhưng mà trời nó lạnh lắm bố. Bây giờ nó bắt đầu lạnh rồi. Tôi phải thú thật là quả thật là trời lạnh. Thì những người mà bắt đầu lớn tuổi, ở cái tuổi hơn 70 như tôi là và nhìn nhau và thấy có vẻ ai nấy đều ái ngại. Thưa tưởng tượng là buổi sáng, thưa với lại chị Kim Dung, thưa với chị Diệu Quyên, ở California tuần trước tôi ở đấy, thì là ở California buổi sáng mở cửa ra chỉ có 60 độ là cũng mọi người đã than thở là bắt đầu trời cũng hơi lạnh. Nhưng mà đối với cá nhân tôi thì rất là bình thường. 60 độ, tức là cái 60 độ F là cái thời điểm mà chúng ta có thể mặc quần xà lón, chúng ta có thể mặc áo thun đi ra ngoài đường. Nhưng mà nếu mà chúng ta đi ngoài ở California mà buổi sáng và như vậy thì nó hơi kỳ cục. Nhưng mà rõ ràng ở Washington DC, ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, 60 độ là một cái điểm lý tưởng, là một cái thời điểm lý tưởng. Tôi chỉ thử tưởng tượng nhé, khi mà tôi rời California thời tiết đang 70 độ vào buổi chiều, tôi về lại Washington DC thời tiết 20 độ và 21 độ. Như vậy thì nó ràng nó có một sự cách biệt rất là lớn. Và cái sự cách biệt đó là đối với lại những người lớn tuổi, như lúc nãy tôi đã thưa là anh em tụi anh chị em tụi tôi, nghĩa là chỉ biết nhìn nhau có vẻ là ngao ngán, nhưng mà không biết bây giờ mình đi đâu bây giờ. Thôi thì bây giờ con cháu mình ở đâu thì thôi mình đành phải ở đó. Bạn bè tôi thường hay nói với nhau như vậy, và tôi cũng đồng ý ở cái điểm đó. Nhưng mà ngay chính những người thân ở trong gia đình cũng hay thắc mắc là tại sao tôi lại phải ở đây, tại sao không đi một chỗ khác đi. Con tôi cũng bảo bố có muốn đi về Texas không, bố muốn đi Florida hay không, bố có định đi về California hay không. Tôi phải thú thật là cái câu hỏi đó nó cứ ở mãi trong đầu tôi suốt cả một tuần lễ nay rồi, mà tôi không biết trả lời làm sao. Sáng nay thì con tôi nói rằng là con biết bố ở đây là bố vui với mấy đứa bé, đây là vui mấy đứa cháu nội, nhưng mà bố ơi, nếu mà bố thấy bố cần phải đi thì bố nhớ là cứ đi, rồi tụi con sẽ tính sau đi đâu bây giờ. Thú thật với hai chị và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, tôi cũng muốn đi nhưng mà chưa biết đi đâu cả. Tôi bảo với bạn tôi rằng là mấy ông ơi, tôi con tôi nó bảo là nếu muốn nó đi thì cứ đi đi. Bạn tôi cười bảo phải chứ như vậy là chắc nó ý nó đoán là chắc ông sắp sửa đi luôn chứ chắc ông đi không về nữa. Đó là cái câu chuyện vui mà tôi xin được kể với quý vị khán thính giả cho chương trình tối ngày hôm nay. Bây giờ xin được trở lại studio ở California với lại hai bạn Kim Nhung và Diệu Quyên. Vâng, cảm ơn Khanh đã chia sẻ câu chuyện vừa qua. Thưa quý vị, với cái số tuổi lớn như anh Khanh vừa mới đề cập tới đó, thì Diệu Quyên nghĩ ở đâu DC, Cali, Houston hoặc là những cái nơi khác ấm cúng không đâu bằng cái nhà của mình hết. Đúng thế. Tuy là ở bên đó nó lạnh thì nhưng mà dù sao mình có cái sinh hoạt của gia đình của mình, nó vẫn làm cho cái người qua ấm cúng hơn. Và đúng khi vậy, mà anh Khanh có qua bên Cali, tuy là cái thời tiết bên đây nó ấm nhưng mà thiếu gia đình thì mình lại cảm thấy lạnh lẽo. Đó, chính nói xác. Như là ở đây thì nhớ đó, ở đó thì nhớ bên đây. Đúng. Cho nên anh Khanh ở đâu yên tại chỗ dùm cho em là tốt nhất. Mà nhất là anh Khanh không thể rời ba cái người yêu bé bỏng của đúng anh. Vậy, ba thiên thần của anh không thể nào rời được. Vâng, cảm ơn anh Khanh. Và trở lại với câu chuyện cuối ngày hôm nay, kính thưa quý vị. Và ngày hôm nay thì Tổng thống Zelensky của Ukraine cũng đã thảo luận với Tổng thống Hoa Kỳ, ông Joseph Biden, nói chuyện tại Thượng viện và gặp ông Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson. Thưa Khanh, đây là lần thứ ba ông Zelensky đến Hoa Kỳ. Vậy thì lần này và những lần trước đây khác nhau ở điểm nào vậy thưa anh Khanh? Câu trả lời là khác nhau rất nhiều thưa với lại chị Diệu Quyên.
Có lẽ là quý vị khán thính giả của SBTN còn nhớ là cách đây đúng một năm thì là ông Zelensky lần đầu tiên có mặt ở tại thủ đô Washington. Ông được đón tiếp như là một người hùng. Ông họp báo với lại Tổng thống ở Tòa Bạch Ốc. Ông đọc bài diễn văn trước Quốc hội. Và cứ mỗi một vài phút là mọi người đứng dậy vỗ tay hoan hô. Tất cả các vị dân biểu thượng nghị sĩ của hai đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa hết lòng để ủng hộ ông. Nhưng mà cái câu chuyện của cuộc chiến Ukraine thì nó kéo dài, chứ nó không phải là nó chỉ kết thúc trong vòng một năm. Thật ra ngay từ ngày đầu tiên tôi còn nhớ là tôi đã đưa ra một cái lời cảnh báo. Tôi bảo là người dân Hoa Kỳ họ không có kiên nhẫn như là chúng ta mong đợi. Thật ra với một cuộc chiến họ muốn là làm sao chiến thắng ngay tức khắc, chứ không thể nào mà kéo dài, kéo đến năm thứ nhì. Và hiện tại bây giờ thì cuộc chiến này chúng ta nhìn thấy rõ ràng là cho đến năm tới là năm 2024, khi mà chúng ta đã biết ai làm tổng thống rồi thì cuộc chiến nó vẫn còn. Đó là cái chuyện đương nhiên. Và khi một cuộc chiến kéo dài như vậy thì họ bắt đầu họ nản chí, họ bắt đầu họ đặt nhiều cái câu hỏi nó khác nhau. Thành ra là bởi như vậy, lần thứ nhất thì ông là anh hùng, lần thứ nhì ông sang Hoa Kỳ Quốc hội không muốn nói tiếp, lần thứ ba là ngày hôm nay ông sang Hạ viện là không có gặp ông, ông chỉ đến gặp gỡ với lại ông chủ tịch Hạ viện chứ ông không nói chuyện với lại các vị dân dân biểu. Nhưng mà thượng viện thì họ đồng ý với ông một điều: ok, chúng tôi sẵn sàng lắng nghe tiếng nói của ông. Cả 100 vị dân biểu, 100 vị thượng nghị sĩ của cả hai đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa ngồi nghe ông nói chuyện trong cái buổi nói chuyện kéo dài 90 phút đồng hồ. Họ ông trình bày tất cả những điều mà ông cần phải trình bày. Và họ cũng đặt những câu hỏi mà họ thấy là cần thiết phải đặt cái câu hỏi. Đó là cái câu chuyện, cái sự khác biệt giữa lần đầu tiên ông đến, một ông anh, một vị anh hùng. Và lần thứ ba ông có mặt ở tại Thượng viện, ông là người đi năn nỉ xin tiền, thưa với lại chị Diệu Quyền. Cảm ơn anh. Dạ vâng, nhưng mà ông Zelensky đã nói gì với các vị nghị sĩ của cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ thưa anh? Ông nói những cái điều mà như là ông đã từng nói, ông công khai ông nói với tất cả mọi người. Lần này là lần đầu tiên là ông ngồi xuống, ông nói chuyện với lại 100 vị thượng nghị sĩ. Phải nói thêm rõ ràng là như thế này. Hồi tuần trước, thứ năm tuần trước là ông dự tính là ông sẽ nói chuyện qua Zoom. Nhưng mà cuối cùng thì ông bảo thôi, tôi đến tận nơi và tôi gặp quý vị để tôi nói, tôi trình bày cho quý vị biết những cái gì xảy ra trong cái cuộc chiến đó. Và nếu mà trong trường hợp chúng tôi không được quý vị tiếp tục viện trợ thì cái chuyện gì sẽ xảy ra. Ông nói rất là rõ là chúng ta đang chiến thắng và bây giờ chúng ta đang trên đường để mà chúng ta chiến thắng. Nhưng mà đừng quên là nếu mà chúng ta ngưng, nếu chúng tôi không có sự viện trợ của quý vị thì chắc chắn là cái cuộc chiến là người, cái kẻ chiến thắng không phải là người dân Ukraine mà sẽ là ông Putin, ông tổng thống của nước Nga. Ai và ông trình bày rất rõ, ông nói là xin quý vị cũng phải hiểu cho chúng tôi biết một điều rất là quan trọng là chúng tôi cần quý vị và chúng tôi chiến đấu này không phải là cho một mình chúng tôi, không phải chúng tôi chiến đấu chỉ cho Ukraine mà cho cả châu Âu và cho cả tự do và để chống lại sự xâm lược và đàn áp. Ông cũng nói rất là rõ ràng, quý vị nên nhớ là có nhiều quốc gia khác nó đang ngóng chờ và họ đang chờ đợi xem cái phản ứng của quý vị như thế nào trước cái chuyện là Putin đưa quân xâm lăng vào Ukraine. Và họ có thể nếu mà quý vị để yên cho Putin thì họ cũng nghĩ rằng là như vậy là chúng ta có thể tấn công một quốc gia khác và thế giới sẽ làm ngơ. Ông trình bày những cái điều mà ông đã trình bày, ông trình bày những cái điều mà ông thấy là cần thiết phải trình bày để ông chỉ kêu gọi một điều: quý vị đã giúp cho chúng tôi từ những ngày đầu tiên, xin quý vị hãy tiếp tục giúp cho chúng tôi cho đến những ngày cuối cùng khi mà chúng tôi đuổi được quân Nga ra khỏi lãnh thổ của đất nước Ukraine. Đó là những điểm mà ông trình bày trong cái buổi gặp gỡ với lại các vị thượng nghị sĩ của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa, thưa với lại chị Kim Nhung. Vậy thì thưa anh, liệu cái lời kêu gọi của ông Zelensky đó có được lắng nghe hay không vậy anh? Lắng nghe thì chắc chắn là lắng nghe, nhưng mà có đem lại được kết quả hay không thì cái đó là một chuyện khác. Ông sang đây là bởi vì là ông xin tiền. Nên nhớ rằng là nước Mỹ đã giúp cho ông từ trước đến giờ là hơn 70 tỷ đô la, như là lời Tổng thống Joseph Biden nói. Nhưng mà thưa với hai chị là cái số tiền đó nó cạn dần. Và bây giờ là ông Biden đang xin một khoản tiền là cho Ukraine là 60 tỷ. Nhưng mà ông bị bên Quốc hội, hay nói đúng hơn là bên Đảng Cộng Hòa là gắn chặt cái đó với lại
cái hai cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất là về vấn đề là ông đòi hỏi ông Biden là phải sửa đổi cái chính sách về di dân, và cái điểm thứ nhì là phải tăng cường bảo vệ an ninh ở phía Nam, tức là ở vùng biên giới nằm sát giữa Hoa Kỳ và Mexico. Đó là hai điểm mà đang gây cái khó khăn cho ông. Trở lại cái câu hỏi của chị Diệu Quyên là lắng nghe, thì tôi thấy họ lắng nghe, nhưng mà họ, nhưng mà ông vẫn cái kết quả cụ thể thì chưa có gì cả. Tôi được nghe nói rằng là ông Mitch McConnell là ông thủ lãnh của bên Thượng viện Cộng hòa, ông bảo rằng là cái chuyện này là nó không có liên quan gì đến Ukraine, nhưng mà nó, nhưng mà nếu mà muốn có tiền cho Ukraine thì ông Biden phải giải quyết cái chuyện này, phải giải quyết những cái đòi hỏi ở phía bên Đảng Cộng hòa. Ông Zelensky cũng hiểu điều đó. Nhưng mà không, cũng phải nói thêm một điều như thế này, không phải là ai cũng ủng hộ ông Zelensky và Ukraine. Chứ trước đây thì tôi 90-mấy% ủng hộ, bây giờ chỉ còn hơn 70% ủng hộ. Con số nghe nó cao, nghe nó lớn, nhưng mà sự thật ra cái mức giảm bớt đó, cái mức giảm bớt đó trên 70% thì vẫn là con số tốt, nhưng mà cái mức giảm bớt thì là nó cũng kéo theo những cái câu hỏi, những cái điều mà họ thắc mắc với nhau. Họ thắc mắc là tại sao là cứ đưa tiền cho Ukraine mà tại sao không dùng tiền cho nước Mỹ, rồi là họ thắc mắc là số tiền đưa cho Ukraine như vậy có đem lại được kết quả gì hay không. Và cái điểm quan trọng nhất thưa với lại chị Diệu Quyên là họ bảo rằng là chúng ta đâu có liên quan gì đến Ukraine đâu, Ukraine nó cách xa chúng ta 1/4 trái đất thì làm sao mà chúng ta phải lo cái chuyện cho Ukraine. Tôi nhớ là có một vị dân biểu, một vị thượng nghị sĩ còn lên tiếng nói với báo chí rằng là ông Zelensky sang đây để mà dạy chúng ta biết là chúng ta phải tiêu tiền như thế nào, tiêu tiền thuế của chúng ta, tiền thuế của người dân vào cho Ukraine, nhưng mà đâu có lợi ích gì cả. Thành ra là rốt cuộc sao, nghe thì có nghe, nhưng mà cái kết quả thì không có gì cả, thưa với chị Diệu Quyên. Cảm ơn anh. Nhưng mà thưa anh, bây giờ thì chính phủ của Tổng thống Joe Biden đang hết lòng ủng hộ Ukraine, nhưng mà cái chuyện viện trợ quân sự nó vẫn còn gặp khó khăn. Nhưng mà giả sử năm tới ông Donald Trump đắc cử thì anh dự đoán cái chuyện Ukraine nó sẽ đi về đâu thưa với anh? Tôi nghĩ là cái tình hình đó của Ukraine rất là nguy kịch. Nên nhớ rằng là trước hết là Tổng thống Hoa Kỳ, ông Donald Trump thời ông làm Tổng thống thì là ông không ưa Ukraine và ông không ưa Zelensky. Các lẽ hai chị và quý vị khán thính giả của SBTN còn biết rằng là cái vụ ông bị impeach lần đầu tiên là liên quan đến cái chuyện Ukraine. Ông gọi điện thoại cho ông Zelensky, ông bảo rằng là tìm cách điều tra. Ông Joseph Biden cung cấp cho ông tin tức ông về ông Joseph Biden và con trai của ông Joseph Biden. Nếu mà muốn như vậy thì ông mới cho viện trợ, và muốn như vậy thì là ông mới mời sang Hoa Kỳ. Thành ra là rốt cuộc xong người ta thấy rõ ràng ông không ưa Ukraine. Đó là cái điểm thứ nhất. Và cái điểm thứ nhì nặng hơn nữa là ông thấy là anh Zelensky này không tốt với lại theo cái nhìn của ông Donald Trump. Và cái điểm quan trọng nữa là về vấn đề quân sự. Ông Donald Trump bao nhiêu năm trời, trong thời gian ông làm tổng thống thì ông cứ luôn luôn chê trách NATO, và tôi nghĩ rằng là nếu mà ông trở lại tòa Bạch Ốc thì ông sẽ rút ra khỏi NATO. Ông để mặc coi như chuyện châu Âu là chuyện của mấy anh tự lo liệu lấy cho mấy anh. Và như vậy thì sao? Cái câu trả lời là cái tình hình Ukraine nó sẽ rất là nguy kịch. Rất có thể là chính phủ của Ukraine sẽ phải nhượng đất để mà chấm dứt cái cuộc chiến. Họ sẽ phải nhượng đất cho quân đội Nga, cho chính phủ Nga. Đó là cái điều mà ông Zelensky ngày hôm nay ông nói. Cái điều đó ông không bao giờ mong muốn xảy ra cả. Thưa với lại chị Kim Nhung. Dạ vâng, rất là cảm ơn anh. Và sẽ hẹn gặp lại với anh vào ngày mai. Và xin cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi phần tin tức vào buổi chiều ngày hôm nay, và chúc cho quý vị một buổi tối an lành. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Xin kính chào quý vị.